Năm nay con nghe các thầy thuyết pháp khá nhiều, cũng nắm được một số hiểu biết, nhận thức cơ bản về đạo Phật cũng như sự vận hành thế giới xung quanh mình. Vì thầy nghe nhiều nhất là thầy Thượng Tọa Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ. Thì những gì có ý thức được những hiện tượng ma nhập không nhập là dân gian đồn đại được lý giải bằng đây. Những vấn đề rối loạn tâm thần, thân và tâm không thể tách biệt được. Tâm phải đương gán nơi thân và tụng tục tục cho nên không thể nào có chuyện vong linh nhập vào thân xác còn sống. Con có niềm tin tuyệt đối vào những gì con đã tiếp thu được. Nhưng cách đây một tuần, đứa em con tự dưng có hiện tượng giống như bị vong nhập. Lúc đầu con cũng không tin, nhưng khi chứng kiến tận mắt, con thấy người bị vong nhập có những năng lực lạ thường. Đứa em con có thể nói được những điều ít người biết đến liên quan đến những người xung quanh. Chuyện này con cũng không thể lạ lẫm vì con cũng biết được năng lực của tâm rất bất khả tư nghị. Nhưng về mặt thể chất, đứa em con trở nên rất khỏe, ba bốn người ăn thanh niên trai tráng không giữ lại được. Không những thế, nó thắp nhang xong rồi đút vào miệng nhai ngấu nghiến mà không có cảm giác bỏng, trên miệng cũng không có dấu hiệu bị bỏng. Chứng kiến những việc xảy ra trước mắt, con cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi. Khi ở trong căn nhà đó, những nhận thức về tin tưởng trước đó bị lung lay rất nhiều. Mong thầy từ bi giảng giải giúp con. Thì cũng có niềm tin về giáo pháp Tam Bảo cũng như có nhận thức đúng đắn về những gì đang xảy ra xung quanh. Nếu như quý vị thì học đạo với sư đủ đủ nhiều đủ lâu, quý vị sẽ thấy là sư không hề bài bác những cái hiện tượng siêu nhiên, những hiện tượng là khuất mặt, nhưng mà sư luôn luôn cảnh tỉnh là mình phải tỉnh táo chứ sư không bao giờ sư bài xích. Bởi vì trong kinh tạng rõ ràng có những trường hợp như là trong Tương Ưng Bộ Kinh, ngài Mục Kiền Liên bị một cái con ngạ quỷ, bị một con phi nhơn á, nó chui vào trong bụng của ngài á, và ngài đuổi nó ra ngoài. Trường hợp đó là có. Và trong Tạng Luật cũng có trường hợp là những vị tỳ kheo bị những cái hàng phi nhơn nó nhập vào, nó ám, nó điều khiển vị ấy, có. Và trong trong Tiểu Bộ cũng có trường hợp mà là một vị tỳ kheo trẻ đó thì siêng tu, nhưng mà khi đến cái tuổi dậy thì á, do những vấn đề sinh lý cho nên là vị ấy muốn hoàn tục, thì cái vị Dạ Xoa là mẹ kiếp trước của vị tỳ kheo này mới nhập vào vị này để cản vị này, không có cho vị này hoàn tục. Cho nên trong kinh tạng có những đoạn nhắc đến cái việc là người mà bị cái hàng phi nhân nhập là có, tôi khẳng định là có chứ không phải không có. Chẳng qua là thời nay đó, cái số người mà lợi dụng cái chuyện đó để họ buôn thần bán thánh rất là nhiều. Rồi có những người mà họ bị tâm thần cũng rất là nhiều. Thành ra đó, nó thật thật giả giả, trong khi đó đó, cái giả nó chiếm hơn 9 phần, mà cái thật nó chiếm không bao nhiêu hết. Cho nên sư luôn luôn kêu gọi cái sự tỉnh táo. Đầu tiên là để mình tránh những cái đối tượng trục lợi buôn thần bán thánh để mà họ lấy tiền của mình mà mình tốn tiền một cách vô ích, không giải quyết được vấn đề. Cái thứ hai á, là mình nên đến bệnh viện để khám, bởi vì có nhiều cái trường hợp mà cái não của họ bị tổn thương đó, nó cũng khiến cho một chúng sanh sanh ra ảo giác. Nó cũng có nữa. Thì phải loại trừ hai vấn đề đó, hai trường hợp đó ra trước. Thời xưa còn những vị có thần thông ấy, các vị đó có thể biết được đâu là phi nhân nhập và đâu là bị điên. Thời Phật cũng có những người bị điên vậy. Đấy. Còn thời nay đó thì mình không xác định được, mình không có thần thông, cho nên mình phải loại trừ những trường hợp bệnh về mặt sinh lý trước, rồi sau đó mình mới tính đến cái chuyện tâm linh. Cho nên nếu học đạo với sư đủ lâu thì quý vị sẽ thấy một chuyện là sư không bài xích, nhưng sư luôn luôn đề nghị quý vị phải cẩn thận.
Cho nên trong trường hợp này đó, trong trường hợp mà quý vị diễn tả đó, còn cái khoan, còn một cái nữa quý vị nói một chúng sanh thân và tâm thì nó không thể nào nó nhập vào một chúng sanh còn sống, thì cái hàng phi nhân ấy, họ vẫn có danh sắc, danh tức là tâm của họ, sắc tức là thân của họ, họ vẫn có thân và có tâm, nhưng mà cái thân và cái tâm của họ đó nó rất là vi tế. Có nhiều người họ hỏi vi tế là vi tế như thế nào, sư ví dụ đi, quý vị biết ánh sáng đúng không? Ánh sáng thì nó thuộc cái dạng sống và nó là vật chất. Ánh sáng bản chất nó là vật chất, và ánh sáng nó có thể rất là lớn và cũng có thể rất là nhỏ, bởi vì người ta có thể hội tụ tất cả ánh sáng vào một điểm rất là nhỏ, cho nên ánh sáng bản chất của nó có thể nén lại và nó có thể rộng ra. Rộng thì nó rộng vô biên, và nhỏ thì nó cũng có thể nhỏ vô hạn, và ánh sáng vẫn là vật chất, và ánh sáng vẫn có thể đi xuyên vào trong cơ thể chúng ta. Bằng chứng là quý vị đi bệnh viện, quý vị vẫn có thể chụp X-quang vậy, và có những cái thiết bị mà bằng quang học thôi, họ có thể nhìn xuyên tường, có thể nhìn xuyên cơ thể của mình, tức ánh sáng nó có thể xuyên qua vật chất đấy. Thì ánh sáng nó vẫn là một loại vật chất đấy, là một loại sắc pháp, và đó là cái vật dạng vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Mà cái chúng ta có thể nhìn thấy được mà nó còn có những cái đặc tính vi diệu như vậy, đó tức là nó có thể xuyên qua vật chất, thì huống chi những cái loại sắc pháp mà mình không nhìn thấy được. Thì cái loài những cái loài phi nhân ấy, thì nó thuộc cái loại sắc pháp mà mình không nhìn thấy được, thì cái chuyện nó có thể đi xuyên qua vật chất, và thậm chí nó có thể trú ngụ ở trong cái cơ thể của mình, nó không có gì lạ chứ, nó không có gì lạ. Nên đừng có nghĩ là thể là cái loài phi cái loài chúng sanh là nó thịt nó phải thô thiển phải chắc như mình, không phải. Rồi và cái này khi mà phi nhân họ bám vào thì chúng ta gọi là vong nhập. Những đặc điểm mà quý vị đã có trình bày, tức là họ có sức mạnh phi thường, và có những biểu hiện rất là lạ. Tức là sư được biết là có những người đó, khi mà phi nhân nhập vào họ đó, họ có thể bày ra những cái tư thế mà nó đi ngược lại với những cái định luật vật lý, và thậm chí là nếu như mà đối với bác sĩ đó, mà họ xoay cái khớp, mà họ xoay cái kiểu đó là chắc chắn là nó bị gãy, nhưng không vấn đề gì hết. Thì phi nhân nó có những sức mạnh phi thường, thành ra cái chuyện đó nó không có gì lạ. Nhưng mà bây giờ cái cách giải quyết là mình giải quyết như thế nào? Cách giải quyết là sư dựa theo cái bài kinh Á Xá Năng Chi và chú giải của bài kinh Á Xá Năng Chi. Đầu tiên đó, chúng ta nên tiên lễ hậu binh. Cách đây không lâu có người đó, cách đây lâu rồi, cách đây cũng vài năm rồi, lâu rồi, có một vài có một chú đến khi mà sư dạy xong, chắc năm 2018 nữa, sau khi mà sư dạy xong cái lớp giáo lý đó, có một chú đến chú hỏi sư là nhà bị vong nhập thì bây giờ phải làm sao. Nhưng mà cái ý của chú á là muốn sư phải phù phép, tức là ngồi cầm một cái cầm nước rồi vũ rải rồi bùa chú rồi tụng bla 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 này nọ đó, hoặc đó là cho một cái lá bùa hoặc những thứ đại loại như vậy. Với cái suy nghĩ của họ đó là như vậy, nhưng mà khi sư đưa ra những cái điều kiện thì họ bỏ đi, họ bỏ đi. Điều kiện của sư không có phải là kêu họ phải tốn tiền, mà sư kêu họ cái gì? Đầu tiên á, anh làm giùm tôi một chuyện, anh giữ giới.
anh giữ giùm tôi năm giới trong sạch, những người xung quanh trong ngôi nhà đó phải giữ giùm tôi năm giới trong sạch. Lúc đó nói chuyện tiếp. Rồi sau đó, đó những người ở nhà đó, quý vị rẽ tâm từ, phương pháp rẽ tâm từ sư đã hướng dẫn trong cái video trong cái danh sách pháp Phật pháp nền tảng, quý vị vui lòng xem lại ha. Sau đó rẽ tâm từ, rồi sau đó nữa là tụng kinh Tam Bảo, ba bài Itibiso Sakkhato Suppatipanno, rồi tụng bài kinh Ratana Sutta. Cái đối tượng á, cư sĩ thì tạm, nhưng mà tốt nhất là những vị tu sĩ làm cái chuyện đó. Nếu như là những vị tu sĩ đó, thì các vị đó phải làm được cái chuyện này. Nhưng mà vào thời nay thì đó hầu như là chuyện không tưởng. Bởi vì theo kinh Ác Sanh Năng Chi đó, thì cái phương pháp mà mình tạm gọi là trục vong, nó có những cái điều kiện rất là hà khắc. Đầu tiên là trong vòng 7 ngày, những cái vị có giới hạnh trong sạch, trong vòng 7 ngày đó, thường xuyên làm những việc sau đây. Đầu tiên là rẽ tâm từ, thứ hai là tụng ân đức Tam Bảo, thứ ba là tụng Ratana Sutta, liên tục như vậy trong 7 ngày. Vì này mệt, vì kia ra, vì kia vô thay, làm liên tục 7 ngày như vậy, không ngừng nghỉ. Và trong 7 ngày đó, đó vì những cái vị tỳ kheo đó là ăn uống một chế độ ăn uống đặc biệt, tức là không ăn ngũ cốc, không ăn ngũ cốc, không ăn thịt. Đấy, trong suốt 7 ngày. Một quý, xin hỏi quý vị nội, chỉ riêng cái điều kiện đầu tiên này thôi, quý vị đã thấy nó hà khắc hay chưa? Và thời nay quý vị có thể nào quý vị thuyết phục được vị sư nào mà làm được chuyện đó không? Thì rất là hoài nghi. Và nếu như giả sử như quý vị mà thuyết phục được á, nói nhỏ nhau nghe là thời nay cái chi phí nó không nhỏ đâu nha. 7 ngày mà kêu vị đó là liên tục tụng cái kiểu đó là chi phí không nhỏ. Nhưng mà cái vấn đề là cái vị mà làm được thì vị đó lại không có đầu tiền. Nếu mà một ai đó mà đầu tiền thì chắc chắn là vì đó cái giới hạnh vì đó có vấn đề, và như vậy thì cũng không thích hợp. Cho nên cái điều kiện nó rất là hà khắc, chứ không phải nó đơn giản. Chứ không phải quý vị nói là tụng kinh kiểu trục vong là cứ kéo mấy ông sư tới tụng ea rồi phun phì phèo vậy là xong đâu, không được. Rồi sau khi mà đến cái ngày thứ bảy đó, nói thì nói cho hết, đến ngày thứ bảy thì khi đó chư tăng mới tụng cái bài Ác Sanh Năng Chi. Thì nhờ như vậy thì cái đối tượng phi nhân á, nó mới bị trục xuất ra khỏi cái người mà bị ám. Và sư nói từ đầu tới giờ rồi, cái điều kiện rất là hà khắc, mà thời nay thì sư không chắc là quý vị có thể tìm được người đáp ứng được những điều kiện đó. Nó không đơn giản. Thuyết phục được người ta làm, thuyết phục được người ta làm theo thì nó không phải chuyện đơn giản đâu. Và bây giờ quý vị hỏi là có cái bản nào thu gọn hay không? Cái bản thu gọn á, thì bây giờ sư chỉ có thể hướng dẫn một cách, đó là quý vị thay vì mình nhờ các cái vị sư, quý vị có thể tự làm. Và sư cũng hoài nghi lắm. Còn thu gọn hơn nữa thì phải nói là sư không chắc. Không chắc là nó có hiệu quả. Không chắc là nó có hiệu quả. Còn ở trong kinh tạng thì có nói, có đề cập đến cái phương pháp như vậy. Ngoài ra thì quý vị có thể thử như thế này đi. Thử như thế này. Ở miếng á, đưa qua miếng. Qua Thái thì xin thưa Thái, nó cái thế giới nó bù chú nó nhiều lắm, cho nên là sư cũng không chắc. Qua miếng tìm những vị chân tu, các vị đó có lẽ các vị đó có thể giúp được.
ở Miến có những cái thiền viện, ví dụ như thiền viện Ba Ốc thì quý vị có thể hỏi hỏi những vị đó, quỳ xuống đảnh lễ những vị đó và xin những vị đó có thể giúp được hay không. Bởi vì ở ở Miến á, như ví dụ như thiền viện Ba Ốc, những thiền viện khác thì cũng tương tự như vậy, thì đầu tiên là chư tăng giữ giới hạnh rất là trang nghiêm, cả mấy trăm vị tỳ kheo như vậy đó, giới hạnh trong sạch, có thiền định, và nếu mà giúp thì các vị đó có lẽ các vị đó có thể giúp được trong trường hợp mà thật sự là phi nhân nha. Còn ba trường hợp mà buông thần bán thánh mà sư không nói.